yên đỡ dao cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ sống trước có nhau. Mọi người đều ghen tị với tôi, nói rằng bạn gái tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống cho tôi, yêu tôi sâu đậm và chu đáo. Nhưng tôi lại nghe thấy cô ấy nói với bạn thân bên ngoài phòng bệnh: không yêu nữa thì vẫn sẽ đỡ đạn cho anh ấy, nhưng không muốn ăn tối với anh ấy nữa. Sau một đêm mê man, mở mắt ra tôi đã trở lại 8 năm trước. Mùa hè năm đó Liễu Như Yên tỏ tình với tôi. Liễu Như Yên đứng dưới gốc cây nhìn tôi: Thẩm Hạnh, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Hôm nay tôi hẹn Liễu Như Yên đi ăn cơm, nhưng trên đường đi, trung tâm thương mại bên cạnh xảy ra vụ cướp. Khoảnh khắc tên cướp chạy ra, vị trí tôi đứng đã chặn đường đi của tên cướp. Tên cướp bịt mặt cầm dao xông về phía tôi. Liễu Như Yên ở phía xa sợ hãi mặt mày tái mét, giơ điện thoại lên ném về phía tên cướp. Trong khoảnh khắc tên cướp né tránh, lao tới chắn trước người tôi. Một số thanh niên thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, phản ứng nhanh chóng khống chế tên cướp, nhưng mu bàn tay của Liễu Như Yên vẫn bị đâm một nhát. Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống mu bàn tay, rơi trên áo sơ mi trắng của tôi. Anh ấy cúi đầu kiểm tra xem không phải máu của tôi, mới buông tay khỏi eo tôi. Anh không sao là tốt rồi, giọng điệu đều đều, ép buộc nghe ra chút may mắn. Xe cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đến nơi. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ khâu vết thương cho Liễu Như Yên xong, mọi người thấy không sao mới kịp trêu chọc: đây quả thực là hoạn nạn mới thấy chân tình. Liễu đại tiểu thư không nói hai lời liền ôm người ta vào lòng. Nếu mọi người hành động chậm một chút, tên cướp đâm không phải mu bàn tay cô đâu. Đúng vậy, cách cứu người của cô có chút liều lĩnh. Khó trách là thanh mai trúc mã, tình cảm của thực khác biệt. Trong phòng bệnh, mọi người nói chuyện rôm rả, giọng điệu mang theo sự phấn khích như phim thần tượng bước vào đời thực. Ngay cả anh bạn vừa khâu vết thương cho Liễu Như Yên xong cũng nhịn không được hùa theo: tôi không hưởng nổi diễm phúc này. Anh bạn, sao lại ủ rũ vậy? Đây là đau lòng rồi. Anh ấy vừa nói vừa dọn dẹp dụng cụ. Vết thương của cô ấy không sâu lắm, cùng lắm là chịu chút đau đớn về thể xác. Đang thể hiện tình cảm này coi như là để hai người chọc tức người khác. Chọc tức ai chứ? Tôi lắc đầu, đi theo anh ấy ra khỏi phòng bệnh. Không phải chọc tức, chỉ là trong lòng không thoải mái. Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi: Liễu Như Yên ngoại tình rồi, đỡ xong nhát dao này, cô ấy sẽ không còn gánh nặng tâm lý nữa. Anh bạn giật mình đến mức khẩu trang suýt rơi xuống. Một lúc lâu sau mới cười nói: anh đang nghi thần nghi quỷ đấy à? Nếu Liễu Như Yên mà cũng ngoại tình được, vậy tôi không dám tin vào tình yêu nữa. Tôi hất hàm về phía phòng bệnh. Trong đám đông náo nhiệt có một chàng trai trẻ trầm lặng. Anh ấy lặng lẽ bận rộn trước sau cho Liễu Như Yên. Có phòng bệnh thành nơi thoải mái và phù hợp để làm việc. Trong thời gian đó anh ấy luôn cục mắt xuống, nhưng nỗi cay đắng trong mắt không thể che giấu được. Trong lúc Liễu Như Yên trò chuyện với mọi người, sẽ nhìn về phía anh ấy. Mấy lần không nhận được phản hồi liền trở nên lơ đãng. Mọi người tưởng cô ấy không khỏe, liền biết ý rời đi. Có phải anh hiểu lầm rồi không? Chàng trai đó không phải trợ lý mà bố cô ấy sắp xếp cho sao? Tôi không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo anh ấy lấy thuốc cho Liễu Như Yên. Chàng trai trẻ tên Doãn Đằng Thành đó, quả thực là trợ lý của cô ấy. Trợ lý mới nhậm chức ngày đầu tiên đã suýt bị cô ấy sa thải. Tôi nhớ có một ngày, Liễu Như Yên dẫn anh ấy đến công trường thị sát, Doãn Đằng Thành nhiệt tình chạy đến giúp đỡ. Công nhân không để ý đến anh ấy, vô tình hất anh ấy ngã nhào. Anh ấy trực tiếp ngã xuống đất, te tua như chó gặng. Anh ấy lúng túng đứng dậy nói: tôi xuất thân nghèo khó, thấy công nhân làm việc liền quen tay giúp đỡ. Liễu Như Yên tức giận không nhẹ, về nhà liền than thở với tôi: hành xáo này của anh ta chẳng khác nào trà xanh phiên bản nam. Lúc đó tôi vẫn thường khuyên nhủ Liễu Như Yên: đừng nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ thị, chỉ 2 năm thôi, chú hề hóa ra lại là chính tôi. Khi trở lại phòng bệnh, tôi nhìn thấy từ cửa sổ, Doãn Đằng Thành đang ngồi bên cạnh Liễu Như Yên, tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Liễu Như Yên, hình như đang lặng lẽ hỏi có đau không. Tôi cảm thấy thật không thể chịu đựng nổi, sợ rằng giây tiếp theo họ sẽ ôm nhau thắm thiết trước mặt tôi. Thế là tôi đẩy cửa ra với tiếng động lớn, Doãn Đằng Thành lặng lẽ tránh ra, đứng sang một bên cúi đầu xuống. Liễu Như Yên cau mày hỏi: sao anh không về cùng mọi người? Tôi giơ thuốc trong tay lên đặt trên đầu giường, nhìn về phía Doãn Đằng Thành: cậu sao vậy? Sao lại cúi đầu? Tâm trạng không tốt à? Tâm trạng không tốt. Liễu Như Yên lúng túng quay mặt đi. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người đều sợ hãi. Thẩm Hạnh, anh về nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi làm xong việc này, tôi cũng sẽ để Doãn Đằng Thành về. Cậu ấy là con trai, em nói cho tôi biết. Liễu Như Yên bị dọa đến mức dùng sự mất kiên nhẫn để che giấu sự chột dạ: về trước đi, mọi người đều mệt rồi. Tôi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Ngay lúc Liễu Như Yên càng lúc càng lúng túng, Doãn Đằng Thành bỗng nhiên lấy hết can đảm nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ chủ động vạch trần chuyện này, nhưng lại thấy anh ta xắn tay áo lên để lộ vết thương trên mu bàn tay. Sự lúng túng của Liễu Như Yên ngay lập tức biến thành đau lòng và tức giận. Doãn Đằng Thành nói với tôi: Thẩm tổng, lúc này cứu anh, tôi cũng bị thương, vậy anh có thể để chúng tôi yên tĩnh làm việc không? Để tôi có thể về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh ta vừa nói vừa như chạm vào vết thương, cau mày khẽ rên lên một tiếng: mượn vết sức này chút hết nỗi ấm ức cả buổi chiều. Liễu Như Yên bị vết thương dài kia làm rối trí, Kim Nè nói với tôi bằng giọng trầm: về đi, đừng ở đây làm loạn nữa. Lúc đó tôi không nói nên lời. Người mà họ hợp sức cứu là tôi, để có thể yêu nhau một cách quang minh chính đại, họ đều dũng cảm chịu thương tích, họ đứng trên lập trường đạo đức. Khi cùng nhìn tôi,
ánh mắt đều mang theo chút thản nhiên. Nhưng chẳng ai nghĩ đến, nếu Liễu Như Yên không chắn trước người tôi, nếu Liễu Như Yên không có mặt, chúng tôi hẹn hò còn phải gọi cả Doãn Đằng Thành, sẽ chẳng có ai bị thương cả. Tên cướp đó chỉ muốn chạy trốn, tôi chỉ cần tránh ra là được. Bữa tối đã đặt được mang đến, Doãn Đằng Thành bắt đầu dọn dẹp, bàn ăn đơn giản, hai đôi bát đũa. Tối hôm đó, tôi rời đi như một con chó hoang mất chủ. Hai người họ với vết thương giống nhau, cuối cùng cũng có được không gian riêng tư hiếm hoi trong bệnh viện. Về đến nhà tôi ngồi xuống, mở điện thoại, lơ đãng lướt xem vòng bạn bè. Đột nhiên một bài đăng trên vòng bạn bè thu hút sự chú ý của tôi. Đó là do Doãn Đằng Thành đăng. Tha thứ cho cô ấy rồi, anh ấy nói cô ấy chỉ đang trả nợ, trả hết nợ rồi cô ấy sẽ là của tôi. Tôi rất buồn. Đến nước này rồi, tôi vẫn không muốn tin Liễu Như Yên sẽ nói ra những lời như vậy. Vì vậy, tôi cố chấp xem tài khoản phụ của Liễu Như Yên, đăng nhập vào tài khoản, lướt xem từng cái một. Hiện ra trước mắt đều là những ghi chép về tình yêu của chúng tôi trước đây. Đã mặt nặng mày nhẹ được 20 phút 30 giây rồi, Thẩm Hạnh vẫn chưa chủ động đến dỗ dành tôi. Thẩm Hạnh con chó độc thân này bày trò gì vậy? Tôi ghen cái gì chứ? Ghen tuông rồi lại mặt nặng mày nhẹ. Hôm nay không được hồn chúc ngủ ngon rồi. Lãnh Thẩm Hạnh đáng ghét. Tôi nhìn tin nhắn này, chìm vào hồi ức. Hôm đó xem xong, tôi chủ động hôn cô ấy. Ông cô ấy hỏi, sao em không vui? Cô ấy hơi tủi thân nói, anh quá thân thiết với nữ đồng nghiệp. Lần sau anh giữ khoảng cách một chút nhé. Nghe vậy tôi cười, vội vàng an ủi cô ấy, được rồi, anh biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý. Tối hôm đó, trước khi ngủ tôi thấy tài khoản của cô ấy có thêm một bài đăng mới. Trời ơi, Thẩm Hạnh muôn năm. Hồi ức kết thúc, tôi lại lướt xem vòng bạn bè. Dự án đã được ký kết, nhưng tôi chẳng vui chút nào. Thẩm Hạnh khi tôi đi vệ sinh, bị người ta ép uống hết một chai rượu trắng, tôi muốn lật tung cái bàn đó, giết chết hết bọn họ. Hôm đó tôi cũng nhớ, tôi nôn nao khó chịu, ngủ không yên giấc, Liễu Như Yên đã chăm sóc tôi cả đêm. Lướt xem từng cái một, vô số khoảnh khắc đẹp đẽ ùa về trong tâm trí, tôi nghĩ một cách đầy mâu thuẫn, Liễu Như Yên như vậy sao có thể thay đổi được. Nhưng ngay sau đó, tôi lướt đến bài đăng mới nhất của cô ấy, cùng thời gian với bài đăng trên vòng bạn bè của Doãn Đằng Thành. Hết yêu không phải là chán ghét và phản kháng, cũng không phải là thù hận và tuyệt tình, hết yêu chỉ là vẫn sẽ đỡ đạn cho anh ấy, nhưng không muốn ăn tối cùng anh ấy nữa. Nhìn thấy những lời này tôi không kìm được nữa, khóc lóc gọi điện cho bác sĩ tâm lý của tôi. Đúng vậy, tôi đã bị bệnh từ lâu rồi, lâu nặng, trầm cảm vừa. Tiền sử gia đình khiến tôi mắc bệnh, thái độ thất thường của Liễu Như Yên khiến tôi bị mắc kẹt trong bệnh tật không thể thoát ra. Tôi đã cố gắng tự cứu mình. Sau khi nói chuyện với Liễu Như Yên, cô ấy nói hiểu rồi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi có thể thấy sự thiếu kiên nhẫn mà cô ấy cố gắng che giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng an ủi. Tôi biết rõ vấn đề nằm ở tôi, vì vậy cố gắng không để lộ sự yếu đuối trước mặt Liễu Như Yên. Và lúc này Liễu Như Yên lại bắt đầu đau lòng cho tôi. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ đột nhiên sai người ôm tôi khi tôi mất ngủ mà không dám nản. Nói một cách chân thành, nếu khó chịu thì đừng nhịn, nếu thái độ của em khiến anh không thoải mái cũng phải nói thẳng ra. Giao tiếp hiệu quả mới có thể cùng nhau vượt lúc qua đó, khó khăn. Tôi tin rằng nói cô ấy thực sự muốn vượt qua khó khăn cùng tôi là mới khó. Tình cảm sâu đậm đều phai nhạt dần theo năm tháng, mất đi hình dáng ban đầu. Tôi càng lúc càng lo lắng vì thái độ thất thường. Tôi đoán Doãn Đằng Thành bước vào thế giới của cô ấy vào lúc đó. Điện thoại được kết nối, giọng nói của Vu Diệp Diệp vang lên từ đầu dây bên kia. Vu Diệp Diệp là bác sĩ tâm lý của tôi. Giọng cô ấy rất ấm áp. Sao vậy, không khỏe à? Tôi như một miếng bọt biển ướt sũng, cả linh hồn đều đang chìm xuống. Lâu lắm rồi không nói gì. Vu Diệp Diệp nghe ra tôi có gì đó không ổn, vì vậy giọng nói trở nên cường điệu. Này Thẩm tổng, anh vẫn chưa thanh toán tiền khám cho tôi đâu. Không chịu nổi nữa cũng, đợi đến ngày mai thanh toán xong rồi hãy nói. Thanh toán cần anh ký tên đấy. Còn nữa, anh xem tin nhắn đi, tôi đã gửi ảnh cho anh rồi. Vì vậy tôi mở ảnh ra, đó là ghi chú tôi đã để lại cho mình trong quá trình điều trị. Ghi chú nhắc nhở bản thân như vậy: Liễu Như Yên đã nói, chúng ta đừng như những cặp đôi câm nín kia. Nếu có hiểu lầm gì nhất định phải hỏi rõ ràng trực tiếp. Em xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có người có ý đồ xấu. Anh nhất định phải hỏi một câu, đừng vội kết án tử hình cho em. Không khí lại tràn vào lồng ngực. Tôi đi đến cửa sổ, điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ Vu lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Tôi nói với bác sĩ Vu, tự cứu rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn thử lại lần nữa. Tôi muốn hỏi rõ ràng với Liễu Như Yên. Tôi luôn tin tưởng, người đã từng yêu sâu đậm sẽ không chọn cách gây tổn thương sâu sắc nhất khi chia tay. Liễu Như Yên sẽ không đối xử với tôi như vậy. Vu Diệp Diệp nghe xong cười khẩy một tiếng. Cô ấy nói, nếu không thì sao? Vậy tôi sẽ mạo hiểm thử xem. Phương pháp điều trị mới không đáng tin cậy của cô Mê Mơn, phương pháp điều trị đó có tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng tác dụng phụ không mạnh. Quên đi nỗi đau đồng thời, có thể sẽ quên luôn cả người gây ra nỗi đau. Nếu anh đã nghĩ kỹ rồi, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Cúp điện thoại, tôi trở về phòng ngủ. Một đêm dài khó khăn cuối cùng cũng qua. Tôi mang theo quần áo sạch đến gặp Liễu Như Yên. Nhưng khi đến nơi, phòng bệnh lại náo nhiệt lạ thường. Một nhóm nhân viên y tế đang vây quanh Liễu Như Yên tháo băng. Với vết máu tươi, tin tôi như nhảy lên cổ họng. Chẳng lẽ vết thương có vấn đề gì sao? Tôi hoảng hốt chen vào đám đông, nhưng lại phát hiện chỉ là vết thương đã được khâu của Liễu Như Yên bỗng nhiên bị rách.
Bác sĩ đang cau mày băng bó lại cho cô ấy. Hỏi, cô có chuyện gì gấp gáp đến mức phải dùng bàn tay bị thương này? Liễu Như Yên cúi đầu không nói gì, thấy tôi thì nói với vẻ mặt không tự nhiên. Tối qua anh ngủ không ngon à? Em không sao. Hôm nay anh về ngủ bù đi. Bác sĩ băng bó không quay đầu lại, băng gạc trên tay quấn mạnh một vòng. Liễu Như Yên khẽ rên lên một tiếng. Các bác sĩ khác thấy vậy đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, nói rằng khi băng bó cho cô ấy cũng không quên quan tâm đến tôi. Một bác sĩ bên cạnh nói, khó trách vết thương của cô ấy lại bị rách, hóa ra tối qua không ở bệnh viện là về nhà với bạn trai rồi. Cả đêm tự trấn an bản thân, vào khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn. Anh chàng băng bó kinh hãi quay đầu nhìn tôi, thấy tôi không có phản ứng gì mới trừng mắt nhìn anh bác sĩ nhiều chuyện kia. Không lâu sau, băng bó xong, mọi người rời đi. Tôi nhìn Liễu Như Yên gần như tuyệt vọng, cất lời chua xót, tôi đến là muốn hỏi giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Có nên trực tiếp kết án tử hình cho em không? Liễu Như Yên sững sờ một lúc, sau đó cố ý lạnh lùng nói, Thẩm Hạnh, tối qua em về công ty nghi ngờ lung tung không tốt cho bệnh tình của anh chút nào. Tôi không hiểu, vì vậy tôi hỏi như thể đang tự giễu bản thân. Sao vết thương lại bị rách? Tài liệu bất cẩn. Cô ấy chưa nói xong, Doan Đằng Thành hoảng hốt lao vào từ ngoài cửa. Xin lỗi, Thẩm tổng, tôi đến muộn, để tôi chăm sóc cô ấy là được rồi. Anh ta vừa nói vừa vội vàng để lấy quần áo trong tay tôi. Tôi không buông tay, anh ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, anh giận à? Thẩm tổng, tôi không cố ý, là bạn gái tôi đến muộn. Tối qua cô ấy đến chỗ tôi. Anh ta càng nói giọng càng nhỏ, khuôn mặt lúng túng, nhưng tôi nhìn thấy vết hôn trên cổ anh ta. Tôi nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên quay mặt đi, tay tôi run lên không tự chủ. Tôi nghĩ tôi biết vết thương của Liễu Như Yên bị rách như thế nào rồi. Thấy tôi mất bình tĩnh, Doãn Đăng Thành khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy. Sau đó, một người đàn ông lại tỏ ra đáng thương. Thẩm tổng, đừng giận, sẽ không có lần sau nữa. Bạn gái tôi nói, cô ấy sẽ sớm chuyển đến ở cùng tôi. Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Liễu Như Yên. Liễu Như Yên dường như không ngờ Doãn Đăng Thành lại bất thường như vậy. Và thẳng thắn như vậy, cuối cùng cô ấy cũng có chút ngăn cản Doãn Đăng Thành, không có lần sau. Nói xong liền xuống giường lo lắng đi về phía tôi. Anh lại khó chịu à? Có muốn về nghỉ ngơi một chút không? Tối nay em không có việc gì, có thể về nhà với anh. Tôi không đáp lời, tránh đi. Cô ấy đưa tay chỉ vào cổ Doãn Đăng Thành. Vết đỏ trên cổ vô cùng rõ ràng. Doãn Đăng Thành giả vờ vô tội quay đầu đi. Tôi dùng hết sức lực toàn thân, đấm mạnh vào mặt anh ta. Doãn Đăng Thành bị đấm choáng váng, ngã xuống đất, nước miếng lẫn, máu mũi chảy đầy mặt. Anh ta là đồ điên, Liễu Như Yên, anh ta là đồ thần kinh. Liễu Như Yên tức giận nhìn tôi quát, anh bị sao vậy? Tôi giơ điện thoại trước mặt cô ấy, trên đó là vòng bạn bè của Doãn Đăng Thành. Liễu Như Yên, có rất nhiều cách để chia tay, tại sao em lại chọn cách đẩy anh vào chỗ chết như vậy? Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em, tại sao anh lại không xứng đáng nhận được lời chia tay thẳng thắn từ em? Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn điện thoại của tôi, sau đó tức giận liếc nhìn Doãn Đăng Thành. Thẩm Hạnh, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích. Giải thích gì? Doãn Đăng Thành ngắt lời cô ấy, nhìn tôi với vẻ chế nhạo. Chia tay làm sao mà đẩy anh vào chỗ chốt được? Anh còn muốn lấy cái bệnh vớ vẩn đó trói buộc Liễu Như Yên bao lâu nữa? Anh có biết Liễu Như Yên đã sớm... Anh im miệng. Liễu Như Yên thấy tôi không ổn, hoảng hốt hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào tôi. Thẩm Hạnh, hít thở sâu, em sẽ giải thích rõ ràng. Tôi như con cá mắc cạn, cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình. Giải thích gì? Liễu Như Yên giải thích làm sao mà vận động mạnh với anh ta khiến vết thương bị rách, giải thích tại sao em hết yêu anh rồi mà vẫn đỡ đạn cho anh, nhưng lại không muốn ăn tối với anh. Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn tôi, lùi lại vài bước với vẻ sợ hãi. Anh biết tài khoản đó rồi sao? Thẩm Hạnh, không phải như anh nghĩ đâu. Thẩm Hạnh, về nhà với em trước được không? Về nhà trước đi, em sẽ từ từ giải thích cho anh. Khóe mắt hơi ươn ướt, tôi lắc đầu. Không cần đâu, Liễu Như Yên, nơi đó không còn là nhà của anh nữa. Hôm nay anh đến để nói lời chia tay với em. Anh đã hứa với Liễu Như Yên của 8 năm trước, hết yêu rồi cũng phải chính thức nói lời tạm biệt. Vì từng yêu sâu đậm, cho đối phương thể diện. Nhìn vết thương trên mu bàn tay Liễu Như Yên, tôi nghĩ một cách ngực cười. Giá như cô ấy chưa từng đỡ nhát dao đó cho tôi thì tốt biết mấy. Tôi thà bị đâm vài nhát, cũng muốn mắng cô ấy vài câu cho hả giận. Liễu Như Yên hoảng hốt muốn kéo tôi lại, tôi lộ vẻ mặt chán ghét, lùi lại vài bước. Liễu Như Yên nhìn thấy biểu cảm của tôi, hình như bị tôi dọa sợ, đứng ngay ra đó. Tôi sải bước ra khỏi bệnh viện, nghe thấy cô ấy và Doãn Đăng Thành rằng có phía sau. Doãn Đăng Thành hét lên, không phải em nói sẽ tìm cơ hội nói với anh ta sao? Bây giờ anh ta biết rồi, không phải vừa hay sao? Em còn muốn giải thích gì nữa? Người xe qua lại trên đường phố, bên tai ồn ào vô cùng, nỗi tuyệt vọng đến nghẹt thở đó lại kéo tôi xuống. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Vu Diệp Diệp. Khi tôi lơ đãng băng qua đường, một chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía tôi. Khoảnh khắc cuối cùng của ký ức, tôi nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của Liễu Như Yên. Thẩm Hạnh, cô ấy hét lên đau đớn. Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã không thể cứu mình thoát khỏi bể khổ. Nếu được cho cơ hội làm lại, tôi sẽ không bao giờ yêu Liễu Như Yên nữa. Mở mắt ra tôi đã trở lại 8 năm trước, ngày Liễu Như Yên tỏ tình với tôi.
Liễu Như Yên đứng dưới gốc cây nhìn tôi. Thẩm Hạnh, lâu rồi không gặp. Thẩm Hạnh, anh có nhớ em không? Kiếp trước vào ngày này, tôi bị những lời thẳng thắn bất ngờ của cô ấy khiến mặt tôi nóng bừng lên. Ánh mắt cô ấy nóng bỏng và thẳng thắn, thấy tôi định bỏ đi, liền chạy đến trước mặt tôi chặn tôi lại. Thẩm Hạnh, em thích anh. Rất thích, rất thích. Rõ ràng chỉ là một kỳ nghỉ hè không gặp, nhưng đối với em lại dài như cả năm. Mỗi ngày trong đầu em đều là hình bóng của anh. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh bên cạnh. Em đã luôn kìm nén tình cảm của mình dành cho anh. Em sợ nói ra sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng ta. Em không muốn mất anh, nhưng sau khi lên đại học, em phát hiện ra rất nhiều cô gái để ý đến anh. Em hoảng sợ, em không muốn người khác cướp anh khỏi em. Em hy vọng sự dịu dàng của anh chỉ thuộc về riêng em. Thẩm Hạnh, nếu anh cũng không ghét em, thì xin đừng từ chối em. Em đến đếm ba, nếu anh không từ chối, em sẽ hôn anh. 1, 2. Cô ấy nói cô ấy đếm đến ba, nếu tôi không từ chối, cô ấy sẽ hôn tôi. Lúc này tôi nhìn Liễu Như Yên trước mặt. Đúng vậy, cô ấy đã từng yêu tôi chân thành và nồng nhiệt như vậy. Mỗi khi 2 năm sau, cô ấy tỏ ra lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn với tôi. Tôi liền nhớ lại 2 năm trước. Đôi mắt trong veo tràn đầy yêu thương của cô ấy. Tôi rất nhớ cô ấy, rất muốn quay lại hỏi cô ấy, tại sao lại trở nên xa lạ như vậy? Nhưng bây giờ gặp lại thì sao? Họ vốn dĩ là cùng một người. Sao vậy, anh không vui à? Lúc này cô ấy hơi lúng túng, muốn nắm tay tôi an ủi nhưng lại thấy đường đột. Vì vậy, đứng ngồi không yên, lo lắng cúi đầu xuống, tôi chợt nhận ra bản thân bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh. Liễu Như Yên, người yêu đương nồng nhiệt nhưng không lâu dài như vậy, thật đáng ghét. Tôi lập tức lạnh lùng, em nói em rất thích anh. Liễu Như Yên nghe tôi nói ra lời tỏ tình vừa rồi của cô ấy, hơi xấu hổ, nhưng vẫn ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng vào tôi. Đúng vậy, Thẩm Hạnh, em thích anh. Tôi ngắt lời cô ấy, không cần nói nữa, anh không thích em, chúng ta không thể nào. Liễu Như Yên sững sờ. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, luôn rất ăn ý, như anh em ruột thịt, nhưng không biết từ khi nào, có lẽ là nhận ra sự tồn tại của tình yêu, chúng ta nảy sinh tình cảm với nhau, nó ẩn chứa trong từng chi tiết cuộc sống. Mỗi lần nhìn nhau, mỗi lần vô tình chạm vào nhau, đều khiến đối phương rung động, chúng ta chỉ thiếu một người chọc thùng lớp giấy mỏng này thôi. Liễu Như Yên nghe tôi nói vậy, khóc oà lên. Cô ấy dù thế nào cũng không hiểu, tại sao một kỳ nghỉ hè lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Không nên như vậy. Thẩm Hạnh, kỳ nghỉ hè này đã xảy ra chuyện gì? Anh gặp khó khăn gì sao? Anh có nỗi khổ tâm gì sao? Hay là em đã làm gì sai? Anh nói ra đi. Nếu em sai, em có thể sửa. Nếu có khó khăn, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Bất kể khó khăn gì, em đều sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Cô ấy vừa khóc vừa nói. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tôi, giọng nói đột ngột dừng lại. Em không làm gì sai cả. Anh cũng không có nỗi khổ tâm nào. Chỉ là đơn giản là không thích em, tôi lạnh lùng nói. Cô ấy khóc to hơn, cúi đầu đứng đó, bất lực và luống cuống, trong phút chốc tủi thân như một đứa trẻ. Tôi quay người bỏ đi, kiên quyết bỏ cô ấy lại phía sau. Liễu Như Yên ngửa mặt khóc lớn. Tại sao lại như vậy? Hôm đó tôi nghe nói Liễu Như Yên vừa kìm nén nước mắt, vừa đi khắp nơi hỏi thăm tình hình gia đình tôi. Anh ấy gặp khó khăn gì sao? Gần đây anh ấy có đi khám sức khỏe không? Anh ấy có định ra nước ngoài không? Cô ấy vừa hỏi thăm, vừa bắt đầu gom góp tiền. Biết được tôi không thiếu tiền, không ra nước ngoài, không bị bệnh, cô ấy cầm túi tiền vừa rút xong, đứng ở cửa ngân hàng khóc. Tôi cũng trốn trong phòng, khóe mắt ươn ướt. Tổn thương 8 năm sau lại giáng xuống Liễu Như Yên của 8 năm trước. Cuối cùng cũng không nhẫn tâm nổi, cô ấy đã chặn tôi dưới nhà trọ vào một đêm say rượu. Thẩm Hạnh, tại sao? Em không hiểu. Em không hiểu. Thẩm Hạnh, em nghĩ nát óc. Cũng không hiểu tại sao tình yêu của Thẩm Hạnh, người không thể che giấu tình yêu như ho khan. Em biết anh đã từng yêu em, rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Kết án tử hình cũng cho em một lý do đi. Nhưng cô ấy của 8 năm trước đã làm sai điều gì? Tôi đến đây với lòng oán hận cô, tức giận nhìn cô ta. Giả vờ thâm tình cái gì chứ? Đừng đến trước mặt tôi làm tôi thấy ghê tởm nữa. Yêu rồi thì sao chứ? Chẳng phải vẫn sẽ thay đổi sao? Không thể nào vui vẻ kết thúc được. Vậy thì ngay từ đầu đừng có đến trêu chọc tôi. Liễu Như Yên lùi lại một bước, đột nhiên mắt sáng lên. Cô ta như tìm ra câu trả lời, cẩn thận nhìn tôi. Thẩm Hạnh, anh đang lo lắng em sẽ thay lòng. Là như vậy phải không? Nhất định là như vậy, đúng không? Sao em giờ mới nghĩ ra? Thẩm Hạnh, anh vậy mà lại lo em sẽ thay lòng. Sao em có thể thay lòng được chứ? Em hận không thể móc tin ra cho anh xem. Anh căn bản không hiểu em, cảm giác như tim bị khét một lỗ những ngày qua. Tôi cười, sao tôi có thể không hiểu chứ? Cảm giác đó vô số lần suýt kéo tôi xuống vực sâu. Liễu Như Yên giơ tay lên thề. Em thề, Thẩm Hạnh. Em yêu anh, em không hứa với anh sau này sẽ thế nào. Nhưng hãy tin em, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn thương anh. Em thà tổn thương chính mình, cũng không thể làm anh bị thương. Em sẽ làm đấy, đừng thề độc quá, sẽ hại chính em. Cô ta sốt sắng muốn nói chuyện với tôi. Tôi quay người, Liễu Như Yên, ngày 29 tháng này, em sẽ nhận được lời mời thực tập từ công ty thiết kế nổi tiếng. Và bố em sẽ ngăn cản em, bảo em về nhà kế thừa sản nghiệp.
trận đấu cầu lông sau đó. Bạn cùng phòng của em, Lãnh Thanh Thu sẽ bị gãy chân phải. Em đã mang cơm cho cậu ấy một tháng. Cái gì ý gì? Liễu Như Yên ngờ ngác nhìn tôi. Anh đến từ 8 năm sau. Dù em có tin hay không, Liễu Như Yên, em sẽ phản bội anh. Đây không phải là lo lắng của anh, mà là sự thật. Nghe anh nói lại lần nữa. Xin em hãy tránh xa anh. Đợi anh đang mơ à? Thẩm Hạnh, Thanh Thu nói. Bạn trai cũ của cô ấy gặp ác mộng, sẽ giận dỗi với cô ấy. Tôi không để ý đến cô ta nữa. Mình có phải đang mơ không? Cô ta chỉ cần đợi đến ngày 29, sẽ rõ ràng. Ngày 29 hôm đó, Liễu Như Yên của Nhiên nhận được lời mời thực tập của công ty thiết kế, đồng thời nhận được điện thoại ngăn cản của bố cô ấy. Điện thoại của cô ta rơi xuống đất, rồi như phát điên chạy về ký túc xá. Cô ta cầu xin Lãnh Thanh Thu đừng tham gia trận đấu cầu lông sắp tới. Tuy Lãnh Thanh Thu không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Liễu Như Yên sốt sáng như vậy, đồng ý chỉ làm dự bị. Tuy nhiên ngày thi đấu, hai vận động viên có việc đột xuất, dự bị vẫn vào sân phút cuối. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Lãnh Thanh Thu bị thương. Cô ta im lặng, cúi đầu ngồi trên ghế dài trong công viên, lại ngẩng lên, mắt đang ngấn lệ. Dù không muốn tin, cô ta cũng phải chấp nhận sự thật này, khiến một cô gái tràn đầy sức sống tin rằng tương lai mình sẽ trở nên tồi tệ. Điều này thật tàn nhẫn. Nhưng Liễu Như Yên lại không quan tâm đến điều này. Cô ấy đến nhà tôi hỏi, em đã làm tổn thương anh như thế nào? 8 năm sau anh có khỏe không? Tôi lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi này. Im lặng hồi lâu, Liễu Như Yên khó khăn mở lời. Vì sống không tốt nên quay lại từ chối em đúng không? Đúng vậy, anh thà không có những ký ức đẹp đó, cũng không muốn rơi vào vực thẳm trầm cảm nữa. Liễu Như Yên cúi đầu, một lúc sau nhỏ giọng hỏi, cực quang mà anh nói trước đó, chúng ta đã nhìn thấy chưa? Tôi gật đầu, vào tháng 6 năm sau, chúng ta đã cùng nhau đến Mạc Hà xa xôi. Chúng ta hôn nhau dưới bầu trời. Sau khi tốt nghiệp anh đã đưa em về nhà, đã xem cây anh đào đó chưa? Nó đã ra quả rồi chứ? Tôi lại gật đầu. Chúng ta đã cùng nhau nuôi một con mèo đúng không? Tối cuối tuần, chúng ta cuộn tròn trên ghế sofa. Anh ôm mèo, em ôm anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện này là sau khi tốt nghiệp. Cách thư giãn yêu thích nhất của Liễu Như Yên. Cô ấy nói như vậy cảm thấy thật hạnh phúc. Chiếc trên ghế sofa cũng cam lòng. Liễu Như Yên rưng rưng nước mắt, tiếp tục nói, ngày 21 tháng 7 năm 2021, anh đã cầu hôn em chưa? Nếu không có gì bất ngờ, em nên mặc váy trắng dài, trên đầu là vòng hoa do chính tay em kết. Tôi lại gật đầu, đáp lại cô ấy. Nước mắt chính là vào khoảnh khắc này. Chào dâng, khóa ra, cô ấy đã lên kế hoạch cho tất cả từ lâu. Từ khi tỏ tình với tôi, đã nghĩ đến việc sống cả đời với tôi. Vào lúc tôi không biết, cô ấy đã âm thầm mơ tưởng về tương lai của chúng tôi. Nhưng chúng ta rốt cuộc vẫn thua thời gian. Liễu Như Yên khóc nói, vậy tại sao? Rõ ràng mọi thứ đều giống như em tưởng tượng, tại sao vẫn làm tổn thương anh? Chuyện này ban đầu anh cũng không hiểu, nhưng sau khi gặp lại Liễu Như Yên như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay cả cô ấy cũng không thể giải thích rõ ràng, anh hà tất phải tự dằn vặt bản thân. Thứ duy nhất không thay đổi trên thế gian này chính là sự thay đổi. Ví dụ như 8 năm trước anh tràn đầy sức sống, 8 năm sau anh trở nên u ám. Chính anh cũng đang thay đổi. Có quyền gì yêu cầu người khác mãi chung thủy với mình? Điều anh dày dứt chỉ là không có một lời chia tay thẳng thắn mà thôi. Giờ đã có cơ hội làm lại, cũng nên buông bỏ rồi. Vậy nên tôi bình tĩnh lại, giống như bạn cũ, kể cho cô ấy nghe những khoảnh khắc đau khổ đó. Bệnh của tôi, sự vô tâm của cô ấy, nhát dao cô ấy đỡ cho tôi, vết thương cô ấy che giấu, còn có cửa sổ mở vào đêm khuya và sự tự cứu của tôi. Liễu Như Yên nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ. Sự đau lòng đó không phải giả, cũng giống như sự thờ ơ 8 năm sau không phải giả vậy. Lúc này cô ấy, dù thế nào cũng không tin những chuyện đó là do cô ấy làm. Đừng nói nữa, em đau tim quá, đau đến mức thở không nổi, đúng không? Tay cũng tê, giống như một bộ phim, đau âm ỉ. Liễu Như Yên ngẩng phát đầu lên, giây tiếp theo nước mắt tuôn ọt. Tại sao, 8 năm sau em sao có thể làm vậy chứ? Tôi không trả lời. Vậy nên đừng tìm anh nữa. Liễu Như Yên, sau này em sẽ trở thành một doanh nhân có lương tâm như em mong có người muốn. Yêu em, có người kính trọng em, có người kính trọng em, cuộc đời em sẽ suôn sẻ. Nên em hãy cho anh một con đường sống. Cô ta cuối cùng đã bật khóc. Không công bằng, đối với em bây giờ thật không công bằng. Tôi không để ý, quay người lại. Cô ta sợ hãi và tuyệt vọng, muốn níu kéo tôi. Thẩm Hạnh, em sẽ không bao giờ để anh đi. Anh không ôm em một cái, em sẽ không bao giờ để anh đi. Cô ta dùng giọng điệu cứng rắn nhất nói lời thỏa hiệp, rồi chui vào lòng tôi. Cô ta vùi đầu sâu vào cổ tôi. Sau này anh có làm nhà thiết kế không? Không, tôi lắc đầu. Vì sự nghiệp của Liễu Như Yên, tôi đã từ bỏ sở thích của mình, âm thầm ủng hộ cô ấy phía sau. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi. Liễu Như Yên cuối cùng cũng buông tay,
Ánh mắt cô ta như muốn khắc tôi vào xương tủy. Vậy chúc anh thành công. Thẩm Hạnh, tạm biệt Thẩm Hạnh. Ký ức sau đó bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tóm lại, Liễu Như Yên chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Cho đến khi tôi dần quên cô ấy. Khi nhớ lại, cô ấy chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong thời đại học. Tôi mở mắt ra trong phòng bệnh. Điều đập vào mắt là khuôn mặt nghi ngờ của Vu Diệp Diệp. Thấy tôi mở mắt, cô ấy giãn lông mày. Mơ nhiều vậy mà ngủ lâu thế. Nếu anh không tỉnh lại thì tiền thôi miên của tôi ai trả đây? Lúc này tôi mới nhớ ra, hiện tại tôi đang được bác sĩ tâm lý điều trị. Tôi chỉ nhớ mình đang điều trị chứng trầm cảm. Tôi bị trầm cảm kiểu gì nhỉ? Vu Diệp Diệp nói đây là tác dụng phụ sau thôi miên, mấy ngày nữa sẽ khỏi. Rồi cô ấy đưa cho tôi xem giấy ủy quyền tôi đã ký, trên đó ghi rõ trước khi tôi thôi miên sẽ ủy quyền toàn bộ công việc sinh hoạt cho Vu Diệp Diệp, bao gồm cả quyền đại diện trong thời gian hồi phục sau thôi miên đều giao cho cô ấy. Chữ viết đúng là của tôi. Tôi mơ hồ có chút ấn tượng, hơn nữa tôi rất tin tưởng Vu Diệp Diệp. Vì sau khi tỉnh dậy, một cảm giác thư thái chưa từng có khiến tôi sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần, cứ như vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Vu Diệp Diệp dặn tôi phải cố gắng giữ cho tinh thần ổn định. Chuyện đã quên thì đừng cố nhớ lại. Mọi thứ cứ đợi đến khi bệnh tình ổn định rồi hãy nói. Tôi làm theo lời dặn của bác sĩ, rời khỏi phòng khám cùng Vu Diệp Diệp. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một người đứng bên cạnh. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng khí chất lại khác hẳn. Tay cô ta quấn băng, trên mặt không còn vẻ hăng hái của 8 năm trước, thay vào đó là vẻ sầu muộn và chán nản. Tôi do dự hỏi, Liễu Như Yên, người trước mặt kích động tiến lên 2 bước. Thẩm Hạnh, anh chịu nghe em giải thích rồi sao? Em sai rồi, em thừa nhận. Khoảng thời gian trước em sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở bên cạnh một bệnh nhân trầm cảm khiến em vô cùng mệt mỏi. Em muốn. Muốn thư giãn. Muốn thêm chút hứng thú cho cuộc sống tẻ nhạt. Nên mới không nhịn được mà qua lại với Đằng Thành. Nhưng khi em thấy anh ngã xuống trước xe, em cảm giác mình sắp phát điên rồi, ý nghĩ sắp mất anh mãi mãi. Khiến em đau lòng vô cùng. Lúc đó em chắc chắn mình vẫn còn yêu anh. Chúng ta chỉ gặp chút vấn đề thôi. Chỉ cần chúng ta cố gắng giải quyết, nhất định sẽ quay lại như xưa. Tôi nghe xong liền ngắt lời. Liễu Như Yên, nhưng chúng ta không phải đã 8 năm không gặp rồi sao? Sao em lại nói những lời kỳ lạ này? Liễu Như Yên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tôi. Lại nhìn Vu Diệp Diệp, cô đã làm gì anh ấy? Cô ta tức giận hỏi. Vu Diệp Diệp giơ cuốn sách lên, chỉ thôi miên cho anh ấy thôi. Tôi cũng không biết anh ấy đã làm gì với mình trong mơ. Nhưng xin đừng kích động bệnh nhân của tôi. Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ. Tôi sợ cảm giác thư thái và vui vẻ đó sẽ nhanh chóng rời xa tôi, vì vậy tôi bước nhanh hơn, rời đi trong tiếng gọi của Liễu Như Yên. Về căn hộ độc thân của mình, trong ký ức, tôi luôn sống ở đây. Tôi ngân nga nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tôi hạnh phúc đến mức muốn chết chìm trong ánh nắng. Tôi tràn đầy năng lượng mỗi ngày, mang theo sơ yếu lý lịch đến các công ty thiết kế, mang theo bệnh án đến các bệnh viện. Trong thời gian này vô số lần tình cờ gặp Liễu Như Yên, cô ta luôn muốn nói gì đó. Tôi hỏi cô ta có phải cũng làm việc ở thành phố này không? Khóe mắt cô ta liền ướt. Tôi nhìn vết thương trên tay cô ta, đoán rằng cô ta có lẽ sống không được như ý. Vì vậy, tôi chân thành khuyên nhủ cô ta, cùng nhau nhớ lại thời đại học. Lúc đó cô giỏi giang như vậy, cứ như không có khó khăn nào có thể quật ngã. Bây giờ chắc cũng vậy, cố lên nhé. Thế là cô ta khóc. Tôi nghĩ mình không giỏi an ủi người khác, nên lần sau gặp mặt vẫn nên tránh xa một chút. Công ty thiết kế cuối cùng cũng có tin tức, là một công ty nhỏ, nhưng đãi ngộ cũng được. Nuôi sống bản thân không thành vấn đề, nhưng tin xấu là tôi bị chẩn đoán có vấn đề về gan. Bác sĩ nói, bệnh nhân trầm cảm rất dễ mắc bệnh này. Tôi thấy lạ. Nói nhưng tôi không còn trầm cảm nữa mà. Bác sĩ ra vẻ thần bí. Gọi riêng Vu Diệp Diệp sang một bên. Họ nói gì tôi không muốn nghe lắm. Tôi chỉ chìm đắm trong niềm vui của mình. Cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Dù có chết cũng đáng. Nhưng vẫn nghe thấy bác sĩ nói với Vu Diệp Diệp. Ung thư gan của tôi đã di căn. Vu Diệp Diệp bỏ vẻ mặt tươi cười thường ngày, nói. Vẫn còn cứu được. Rồi Liễu Như Yên lại xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó cô ta đã tháo băng trên tay, nhưng vẫn mang vẻ chán nản. Cô ta hỏi tôi, anh có tình trừng phạt em như vậy sao? Em đã sa thải Doãn Đằng Thành, sắp xếp xong mọi việc của công ty. Chỉ cần anh gật đầu, em sẽ cưới anh ngay lập tức. Cô ta lấy ra hai tấm bưu thiếp, nói, đây là thứ anh để trong ngăn kéo, đó là nơi anh hằng mong ước. Chúng ta sẽ đến đó hưởng tuần trăng mật. Tôi nhìn nét chữ quen thuộc đằng sau tấm bưu thiếp, chìm trong suy tư. Liễu Như Yên cầu xin nhìn tôi, hoa hướng dương anh chồng, ngày nào em cũng tưới nước. Mô hình Lego anh lắp được một nửa, em đã lắp xong cho anh. Chiếc bánh năm ngoái anh nói muốn ăn, em cũng đã học làm rồi. Em đã mua thêm nhiều quần áo mùa này cho anh rồi. Vậy nên Thẩm Hạnh, khi nào anh về nhà với em? Đầu lại bắt đầu đau.
Hơn nữa, một cảm giác ngột ngạt quen thuộc ập đến. Tôi bực bội ném tấm bưu thiếp xuống đất. Liễu Như Yên, em đang nói nhảm gì vậy? Lúc đi học anh còn thấy em là người tốt. Bây giờ sao lại cứ như kẻ thần kinh mà quấn lấy anh mãi thế? Anh cần nghỉ ngơi, em có thể để bệnh nhân này yên tĩnh một chút được không? Không yêu thì không giấu được. Chúng ta vẫn luôn yêu nhau mà, Thẩm Hạnh. Lừa người, tim tôi lại bắt đầu đau nhói. Cả người như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân. Tôi nhìn cửa sổ đang mở, co rúm lại trong góc. Cửa bị đạp tung. Vu Diệp Diệp xông vào, tôi thở hổn hển. Cô ấy tiêm thuốc an thần cho tôi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy bác sĩ nói chuyện. Tình trạng không tốt, khả năng phẫu thuật thành công không cao. Tình trạng cơ thể không chịu nổi việc điều trị tiếp theo. Rất lâu sau, tôi còn nghe thấy tiếng nức nở của Liễu Như Yên. Cô ta nói xin anh hãy nhớ đến em. Trước khi phẫu thuật, dù thế nào cũng xin anh hãy nhớ đến em. Nếu không em sẽ đau khổ cả đời. Cô ta dường như đang nổi giận với Vu Diệp Diệp. Hỏi cô ấy rốt cuộc đã làm gì với tôi. Rất lâu sau, giọng nói của Vu Diệp Diệp vang lên. Muốn biết anh ấy đã mơ gì khi thôi miên không? Tôi có thể bán giấc mơ đó cho cô. Sau đó thế giới của tôi chìm vào hư vô. Hình như tôi đã ngủ rất lâu. Lần nữa tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh. Đầu óc có chút trống rỗng. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Tôi đang điều trị ung thư gan ở bệnh viện. Thấy tôi tỉnh, các bác sĩ vây quanh. Anh ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi cử động tay chân. Chỉ cảm thấy sảng khoái. Rồi bác sĩ trưởng lên tiếng. Thật ngại quá. Hình như chúng tôi chẩn đoán nhầm rồi. Trước đó nó là ung thư gan, sau khi kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện chỉ là bệnh gan thông thường. Thật sự xin lỗi. Mong anh thứ lỗi. Tôi xua tay. Biểu thị không sao. Niềm vui bất ngờ này khiến tôi sững sờ hồi lâu. Rồi mừng đến phát khóc. Khóc xong, tôi nhìn quanh. Tôi hỏi người đi cùng tôi đâu. Người bạn thân của tôi bước vào từ bên ngoài. Tôi hỏi chỉ có cậu đi cùng tôi thôi sao. Cậu ấy cười hỏi. Tất nhiên rồi, cậu còn muốn ai đi cùng nữa. Một cảm giác không chân thật. Khiến tôi tưởng mình đang mơ. Tôi và bạn thân cùng cười lớn. Cậu ấy hào hứng thông báo tin vui này trong nhóm bạn rồi nói. Buổi họp lớp cuối tuần, tôi và Thẩm Hạnh có thể tham gia đúng hẹn rồi. Khi trở về căn hộ độc thân, cảm giác không chân thật đó vẫn bám giết lấy tôi. Luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc đã thay đổi ở đâu. Cho đến buổi họp lớp cuối tuần, mọi người nhắc lại chuyện thời đại học. Tôi mới như được kéo về thế giới này. Mọi người kể về những chuyện đã cùng trải qua. Những chuyện đó tôi đều nhớ rõ. Bạn học nào nghịch ngợm, giáo viên nào thích bạn học nào, ai bị gãy chân khi chơi cầu lông, ai ôm tiền khóc trước cửa ngân hàng. Nói đến đây, mọi người đều im lặng, rồi có người phá vỡ sự im lặng. Hỏi Lãnh Thanh Thu, cậu thân với Liễu Như Yên nhất, cậu có biết tại sao 8 năm trước cô ấy lại tự tử không? Dường như có một sợi dây trong đầu tôi bị kéo căng. Tôi nhớ Liễu Như Yên đã theo đuổi tôi đã từ chối cô ta vì lý do gì? Hình như tôi quên rồi, nhưng tôi nhớ lần cuối gặp mặt. Hình như cô ta nói là lâu rồi không gặp Thẩm Hạnh. Cũng có thể là tạm biệt Thẩm Hạnh. Tóm lại, tôi không nhớ rõ lắm. Lãnh Thanh Thu uống cạn ly rượu. Bắt đầu kể lại chuyện cũ với vẻ mặt nặng nề. Cô ấy nói, hình như Liễu Như Yên đã. Đột nhiên mắc chứng tâm thần phân liệt vào 8 năm trước. Cứ như có hai người sống trong cơ thể cô ấy. Cô ta tự nói chuyện với chính mình như đang đối thoại. Cô ta thường hỏi chính mình tại sao 8 năm sau lại làm như vậy. Tại sao 8 năm sau lại làm như vậy? Rồi chuyển sang một giọng nói trưởng thành. Tự mình trả lời câu hỏi đó. Họ thường cãi nhau, hoặc thảo luận về bệnh tình của nhau. Rồi một ngày nọ bỗng nhiên cãi nhau to. Một người nói muốn đi, người kia không cho đi. Chuyện đó rất ồn ào. Lúc đó rất đông người vây quanh, đều tận mắt chứng kiến Liễu Như Yên tự tát vào mặt mình. Rồi tay trái kéo tay phải. Cả người cô ta như bị chia cắt và giằng xé. Cuối cùng, cô ta loạng choạng ngã xuống từ sân thượng. Nhân viên cứu hộ chứng kiến toàn bộ quá trình, kinh hãi nói, người đó vừa cười xong, giây tiếp theo đã vùng vẫy. Lãnh Thanh Thu nói xong, tâm trạng của mọi người trên bàn nhậu đều sa sút. Tôi phát hiện mắt mình ướt nhòe, hình như đã khóc. Lãnh Thanh Thu nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất khó chịu, liền rời khỏi bàn tiệc trước. Lãnh Thanh Thu đuổi theo từ xa, nhìn tôi với vẻ oán giận. Cô ấy tiến lại gần tôi với vẻ mặt danh mãnh. Cậu có biết 8 năm trước Liễu Như Yên đã hét lên điều gì khi ngã xuống từ sân thượng không? Cô ta hét lên rằng Liễu Như Yên sẽ không bao giờ phản bội Thẩm Hạnh. Tôi bỏ chạy. Tôi không hiểu, một mối tình chưa từng bắt đầu, tại sao lại khiến anh ta nhớ mãi không quên? Để yên tâm, khi về đến nhà, tôi đã đặt một bó hoa gửi cho Lãnh Thanh Thu, để ngày mai mang đến mộ Liễu Như Yên. Chuyện nhỏ này nhanh chóng qua đi, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo. Ngày tôi đoạt giải cuộc thi thiết kế, bạn thân đi cùng tôi đến lễ trao giải. Đi ngang qua một tòa nhà văn phòng, tôi chỉ vào đó hỏi bạn thân, tôi nhớ trước đây chỗ này là một phòng khám tâm lý mà. Sao giờ không thấy nữa? Bạn thân ngó đầu nhìn, nói. Cậu nhớ nhầm rồi, trước đây chỗ này là một tiệm game.
hình như tên là Không Gian Tạo Mộng. Cậu ấy nói, chuyện này cậu cũng không biết sao, lúc đó còn lên báo nữa đấy. Nói Không Gian Tạo Mộng này rất kỳ lạ. Thật sự có thể thôi miên và tạo giấc mơ cho người ta. Sau đó có người kiện, nói rằng bị mắc kẹt trong giấc mơ không ra được. Nói rất kỳ quái. Không biết thật giả thế nào, nhưng chuyện này ồn ào lắm. Cuối cùng bị yêu cầu cải tạo lại. Không phải chỗ này đã thành nơi chơi kịch bản rồi sao? Tôi lắc đầu, đè nén những suy nghĩ rối bời xuống. Bắt đầu tập trung học thuộc lòng bài phát biểu nhận giải. Sau khi nhận giải, tôi bắt đầu một kỳ nghỉ du lịch. Cảm nhận làn gió nhẹ trên bãi biển cát trắng mịn màng. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, bỗng nhiên có một khuôn mặt hiện lên trong đầu. Đó là Liễu Như Yên của 8 năm trước, cô ta tự hào tuyên bố chiến thắng. Cô ta nói nhìn xem, Liễu Như Yên sẽ không bao giờ phản bội Thẩm Hạnh. Tôi hoảng hốt mở mắt ra, một bóng người. Cô ta có tóc hai bên, quần áo trên người cũng không giống như đi bơi. Một giọng nói dịu dàng hỏi, thưa ngài, ngài có muốn tạo một giấc mơ đẹp không? Giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi nhìn thấy những vết sẹo dài trên mu bàn tay và cổ cô ta, lằng ngoằng như bị tra tấn. Lằng ngoằng như bị tra tấn. Bạn đã từng nghe nói về Không Gian Tạo Mộng chưa? Nó là một tiệm game, hoặc là một phòng khám tâm lý. Người cần nó tự nhiên sẽ tìm thấy nó. Thẩm Hạnh là bệnh nhân thứ 101 của tôi. Giấc mơ của anh ấy là trở về 8 năm trước, để chấm dứt tổn thương. Trước khi bắt đầu, tôi đã thỏa mãn anh ấy. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Ung thư gan của anh ấy đã di căn, và người phụ nữ đáng ghét và ích kỷ đó vậy mà còn muốn Thẩm Hạnh nhớ đến cô ta trước khi chết. Chỉ để bản thân không cảm thấy quá tội lỗi, làm sao tôi có thể để cô ta toàn nguyện. Vì vậy, tôi đã hỏi cô ta một cách danh mánh, có muốn mua giấc mơ của Thẩm Hạnh không? Cô ta gật đầu, vì vậy cô ta đã trở về 8 năm trước. Những việc tiếp theo, không cần tôi can thiệp thêm. Cô ta của 8 năm trước sẽ tự giải quyết. Liễu Như Yên của 8 năm trước đã chọn giết chết. Liễu Như Yên của 8 năm sau, tình yêu chân thành đã giết chết sự tồi tệ của anh ta khi trưởng thành. Vì vậy, Thẩm Hạnh đã được cứu. Và tôi, người kiểm soát Không Gian Tạo Mộng, vì đã tự ý can thiệp vào số phận của người khác, đã phải chịu hình phạt tàn khốc trên cổ và mu bàn tay, để lại những vết sẹo đau đớn mãi mãi. Nhưng khi gặp lại Thẩm Hạnh trên bãi biển một lần nữa, tôi biết mọi thứ đều xứng đáng.